Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 28, ngày vía. Lộc đang có mặt tại chùa Suối Đổ. Thì hôm nay Lộc sẽ quay ngày vía chùa Suối Đổ để mọi người xem. Mọi người xem video thứ hai thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Lộc và theo dõi những video tiếp theo nha. Lộc đang đứng trước cổng chùa Suối Đổ nè mọi người. Rồi bây giờ thì Lộc sẽ đi bên vô bên trong để quay cho mọi người xem nha. Đây là cái đường đi lên trên chùa Suối Đổ nè mọi người. Thì chùa Suối Đổ nói chung là cảnh cũng rất là đẹp luôn nè mọi người. Đó là quay phía trước cho mọi người xem nè. Cảnh rất là đẹp luôn. Rất là mát luôn mọi người. Mọi người mà có đến chùa Suối Đổ thì mọi người có muốn xin gì đó thì mọi người đi những ngày mà ngày vía mọi người. Nhưng mà mọi người đi ngày mùng 8 với lại 18, 28 á thì những ngày đó rất là linh luôn nha mọi người. Thì hôm nay là ngày 28 á mọi người. Mọi người cũng đi cũng rất là nhiều luôn. Tại vì là do Lộc đi sớm quá nên cũng vài người đi mọi người. Chút xíu nữa mọi người đến cũng rất là đông luôn. Đây là phía trước cây phượng nè mọi người. Nó rất là đẹp luôn nha. Đây là đi qua chùa Suối Đổ thì có cái cầu nè mọi người. Đây là cái cầu đi lên chùa Suối Đổ nè. Ô, rụng hoa phượng đẹp ghê mọi người. Nhìn từ phía dưới này lên trên Suối Đổ nhìn rất là đẹp luôn này mọi người. Đây mọi người thấy cảnh đẹp không? Cảnh Suối Đổ nhìn từ phía dưới này nhìn lên cảnh rất là đẹp luôn. Đây là cái đường đi lên chùa nè mọi người. Rồi, bây giờ thì Lập sẽ đi lên trên chánh điện để quay cho mọi người xem luôn nha. Lập sẽ quay phía trước trước sau đó dập vô bên trong chánh điện để quay cho mọi người xem. Thì hôm nay là ngày 28 ngày vía mọi người. Nên chùa đêm hoa cúng mọi người. Ở phía trước thì có thờ tượng Mẹ Di Trì Địa Mẫu nè mọi người. Đây là tượng Mẹ Di Trì Địa Mẫu. Rồi. Để Lộc qua bên thờ Phật để quay trước để cho mọi người xem. Đây là bên trong chánh điện thờ Phật nè mọi người. Ở phía trước thì có thờ Ngài Hộ Pháp. Đây là thờ Ngài Hộ Pháp nè mọi người. Đây là thờ Ngài Hộ Pháp nè mọi người. Đây là bên trong chánh điện nè. Thờ rất là nhiều tượng Phật luôn nè mọi người. Đây là bên trong chánh điện nè mọi người. Phía sau này, quay phía sau này. Ở phía dưới thì có thờ Mẹ rất nhiều cánh tay luôn. Hai bên là tượng Mẹ, phía dưới là tượng Phật nè mọi người. Đó lập lua ra phía ngoài để quay phía ngoài cho mọi người xem. Ở bên đây thì cũng có thờ Ngài Hộ Pháp nữa. Đây là thờ Ngài Hộ Pháp nè mọi người. Thì hôm nay ngày vía mọi người nên chùa cúng cho cúng rất đồ nhiều đồ luôn. Ở trên đây chùa Suối Đổ cảnh rất là mát luôn nè mọi người. Gió hiu hiu rất là mát luôn.
cũng chung là cảnh cũng rất là đẹp luôn này mọi người. Thì ngày thường Ngọc cũng hay đi lên trên chùa Sư Đổ mọi người. Phía trước bên đây thì có thờ tượng mẹ Quan Âm nè mọi người. À, thường thường là đi làm á, chứ Lộc rảnh thì học hay đi Sư Đổ mọi người. Thì chùa Sư Đổ thì Lộc hay đi những ngày rằm là ngày vía độ mọi người. Đây là phía sau chỗ đường ra nhà ăn nè mọi người. Còn ở phía chỗ kia mọi người, đây mọi người thấy không? Đó là chỗ đó là nơi mọi người ra lấy sâm mọi người. Mọi người vô xin mẫu sóc sâm rồi mọi người ra sau đó mọi người thì lấy sâm nha. Đây là thờ tượng mẹ Quan Âm nè mọi người. Rồi, bây giờ thì Lập sẽ đi vô bên trong chính điện để quay cho mọi người xem. Thì hôm nay ngày vía nên Lập đi hơi sớm nên cũng ít người đi mọi người. Chút xíu nữa cũng trưa mọi người. Đến rất là đông luôn. Đây là bên trong chánh điện nơi thờ mẫu mọi người. Ở phía trước thì có thờ cậu nè. Ở bên đây thì có thờ cô. Đây là cô. Ở phía giữa là thờ mẫu nè mọi người. Đơm rất là nhiều hoa trái cây đã cúng mẫu nè mọi người. Đây là mẫu mọi người. Lộc có nói hơi bị nhỏ nên mọi người thông cảm nha. Ở bên đây thì có thờ Ngài Quan Thánh nè. Ngài Quan Thánh nè mọi người. Rồi, đã lập lui ra phía ngoài để quay ở phía ngoài cho mọi người xem. Thì hôm nay ngày 28 ngày vía mọi người. Thì đơm hoa với lại trái cây cúng cho mẫu mọi người. Ở phía trước đây thì có sóc sâm mọi người. Đó, cái hũ đây là hũ sâm mọi người. Là quay bên trong chính điện sau đó đọc cái ra phía ngoài để quay phía ngoài cho mọi người xem nha. Nói mọi người muốn cầu xin gì đó thì mọi người xin mẫu xong mọi người sắp xăm nè. Cả đám chú đang xin sắp xăm xin mẫu nè mọi người. Mọi người đi đến ngày vía những ngày đó rất là linh luôn nha mọi người. Chú hay sắp xanh xin mẫu. Rồi. Ở bên đây thì có thờ mẹ chú tiên nè. Đây là chính điện nơi thờ mẫu nè mọi người. Ở bên đây thì có thờ mẹ chú tiên. Đây là tượng mẹ chú tiên. Đó là lô ra phía ngoài để quay phía ngoài cho người xem. Đây là phía ngoài mọi người. Hiện tại chùa đang cúng mọi người nên Lộc có nấu hơi bị nhỏ nha.
Đà Lạt cúng rất là nhiều luôn. Ở bên đây thì có thờ, ở bên đây thì có thờ Năm Mẹ Ngũ Hành nè mọi người. Đây là Năm Mẹ Ngũ Hành, là ngũ vị thánh bà mọi người. Rồi ở bên đây thì có thờ miếu ông hổ nè mọi người, đây là miếu của ông hổ. Cúng khoai lang cho ông hổ ăn nè mọi người, thì ông hổ thích thích nhất là ăn khoai lang nè mọi người. Ở dưới đây thì có cũng có thờ cái miếu gì mọi người, đây nè, anh lật quay cho mọi người xem. Đây nè, ở phía dưới đây thì cũng có thờ cái miếu, cũng quẩn cúng dưới đó mọi người. Chùa nãy bưng đồ mâm đồ cơm chay xuống cúng mọi người. Rồi đó, lọc lại phía sau, quay ở phía sau cho mọi người xem luôn. Đây là cái đường ra sau nè mọi người, thác có cái thác nước ở phía sau này rất là đẹp luôn, lúc trước là cũng có quay cho người xem mà. Đây là thác nước phía sau nè mọi người, thì thác nước này cũng rất là mát luôn nha mọi người. Thì ở sau đây thì có thờ mẹ chúa Ngọc nè mọi người. Mẹ đây là bè chú thác nguồn nè mọi người, Thiên Long Thủy Ngọc. Thì bữa nay đơm hoa về trái cây cúng cho mẹ rất là nhiều luôn nè mọi người. Mọi người thấy không, đơm hoa và trái cây cúng mẹ nè mọi người. Rất là đẹp luôn, đâm hoa và trái cây nó cúng mẹ rất là nhiều nè mọi người. Thiên Long Thủy Ngọc, mọi người thấy không? Hôm nay người dí thì đâm trái cây về mà đâm bông và cơ cúng mẹ rất là nhiều luôn nè. Ở bên đây thì cũng thờ rất thờ tạng mọi người. Thì lúc trước thấy ở đây thờ ngựa rất là nhiều, chắc thờ trạng à, cũng đơm hoa lắm nhiều. Cái miếu dưới đây chỗ cái đế người, thì nước cũng rất là mát luôn mọi người. Thì nước này chảy từ trên giếng tiên xuống á mọi người à, như này, nước này rất là mát lạnh luôn mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cảnh rất là mát luôn. Anh lọc ra phía trước, đây lọc quay cảnh phía cổng chùa là để cho mọi người xem nè. Mọi người thấy chùa Sư Đổ không? Cảnh rất là đẹp luôn. Tại lọc giờ bị ra hoài á mọi người, nên lọc nó hơi to lại. Chứ tại nãy xíu ở trong chính điện á, nên lọc nó hơi bị nhỏ, mọi người thông cảm nha. Tại là đến chùa chiền á, nên lọc có nó hơi bị nhỏ, mọi người thông cảm. Cảnh chùa rất là đẹp luôn. Nhìn phía dưới cánh đồng mọi người, nhìn rất là đẹp luôn nè mọi người. Gió hiu hiu rất là mát luôn. Chỗ nơi thờ mẹ chú xứ thác nguồn đẹp á mọi người. Đã lọc quay lại một lần nữa để cho mọi người xem. Thì hôm nay ngày vía mọi người, ngày 28 á, nên đêm hô rất là đẹp luôn. Thấy đẹp quá nên là quay lại một lần nữa để cho mọi người xem nè. Rất là đẹp luôn nè mọi người. Ô, đâm hô quá là đẹp luôn. Đó là quay sát luôn cho tượng mẹ cho mọi người thấy nè. Đó,
Đó, mọi người có đến suối đổ ở xe hay gần, mọi người đến suối đổ thì mọi người có muốn đi đến suối đổ thì mọi người đi ngày vía, mọi người đi ngày mùng 8, 18, 28 là những ngày đó mà mẹ rất là hiển linh nha mọi người. Đó, mọi người đến ngày đó, mọi người có muốn cầu xin gì á, mọi người đến Sóc Sam á, để xin mẹ. Thì Lộc cũng quay ngày vía tại chùa suối đổ để mọi người xem xong rồi. Lộc cũng xin kết thúc video để Lộc đi về. Chào tất cả mọi người nha, hẹn mọi người những video sau. Chào tất cả mọi người nha.